Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 116. Ở cuối tập trước, sau khi phía trên cái chuông lớn có một cái khe nhỏ bé, đối với thể tích khổng lồ của chuông thì có hơi nhỏ bé, nhưng lấy thực lực của đám người Lôi Tôn giả. Tự nhiên có thể nhìn thấy được, sắc mặt lập tức có chút biến hóa, xem tình huống này, yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi rõ ràng chống đỡ không nổi công kích của đóa hỏa liên khủng bố kia. Sắc mặt của Lôi Tôn giả lúc này cũng trở nên có chút âm trầm. Nắm tay cũng là chậm rãi nắm chặt lại, cục diện hiện nay hắn chưa từng dự đoán tới, thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào. Hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà, cho dù khó tin như thế nào thì việc này hiện nay lại xảy ra trước mắt. So sánh với sắc mặt âm trầm của Lôi Tôn giả, khuôn mặt của Phong Tôn giả cũng là xuất hiện chút tươi cười, biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu, chỉ cần Tiêu Viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được, về phần có thể đánh thắng được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nói Tiêu Viêm được Dược Lão thu làm đệ tử, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, nhưng mà Phượng Thanh Nhi kia cũng không phải là loại người bình thường gì. Thân là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, sức chiến đấu của nàng vượt quá người bình thường. Kiếm Tôn giả cùng với Hoàng Tuyền Tôn giả bên cạnh cũng là giật mình, hiển nhiên việc Tiêu Viêm có thể đánh tan được Yêu Hoàng Chuông cũng là đã vượt qua ngoài dự đoán của họ. Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh mẽ đến vây, hơn nữa thiên phú cũng thật là kinh người. Ánh mắt của hai người lộ ra vẻ do dự, có thể ở độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, mặc kệ thiên phú có vĩ đại đến đâu thì cũng phải cần một lão sư có bổn sự không tồi. Mà những lão già có thể dạy dỗ ra những đệ tử như vậy, cho dù là ở trên Trung Châu cũng đã không còn nhiều, mà trong những người đó, hình như không có ai có đệ tử tên là Tiêu Viêm. Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan cùng với Đường Ưng, còn có Vương Trần sắc mặt tái nhợt kia, cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn lên biển lửa vô tận trên bầu trời kia, đặc biệt là Vương Trần. Nếu như tại thời điểm Tiêu Viêm giao thủ với hắn mà thi triển chiêu thức này, chỉ sợ ngay cả cơ hội hắn chạy trốn cũng không có. Ngay cả yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nỗi ngọn lửa kia, Tiêu Viêm này quả thật rất khủng bố. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, một lát sau, Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bên trong âm thanh còn ẩn chứa chút mùi vị cay đắng. Có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất của Vạn Kiếm Các, trong lòng Đường Ưng tự nhiên là có chút ngạo ý. Nhưng hiện tại, cái ngạo ý này, trước mặt Tiêu Viêm cùng với Phượng Thanh Nhi, lại giống như là chuyện cười, sức chiến đấu mà hai người đang thể hiện, vượt quá xa hắn. Mà Mộ Thanh Loan ở bên cạnh lại là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, tuy nói việc này có liên quan tới Phong Lôi Các, danh tiếng của Tiêu Viêm bọn họ cũng đã được nghe nói tới. Nhưng có lẽ vì là một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong lòng. Nhưng sau trận đại chiến hôm nay, lại là làm cho bọn hắn không thể khâm phục, thực lực này đúng là bọn hắn không thể so sánh được. Nghe được sự thở dài trong lời nói hai người kia, Vương Trần lại là cắn răng chặt không thôi, mặc dù không cam lòng. Nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời kia, cỗ khí không cam lòng này cũng chỉ có thể áp chế để trong lòng. Biển lửa tam sắc tràn ngập phía chân trời, mà ở trong cái biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững. Mỗi một lần khói lửa vọt tới, cũng làm cho hào quang màu đen ngoài chuông chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia cũng là lan tràn thêm. Âm thanh rất nhỏ vang tới, lại vang tới, giống như là những mảnh kim loại vang lên. Âm thanh này tuy không to rõ, nhưng dần dần cũng truyền vào trong tai của mọi người, vì thế, toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động. Vô số luồng ánh mắt mang theo một chút rung động nhìn lên biển lửa tam sắc đầy trời, trận chiến đấu này dường như đã đến lúc phân thắng bại. Phía dưới biển lửa tại không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, thi triển đấu kỹ mạnh mẽ như tam sắc hỏa liên. Mặc dù uy lực khủng bố, nhưng đồng thời, sự hao tổn cũng đạt đến mức độ tương tự. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông lớn đen nhánh ngay giữa biển lửa, trong lòng cũng không có. Bởi vì mấy cái khe nứt đang lan tràn mà có chút buông lỏng, lịch lãm mấy năm nay làm cho hắn hiểu được một đạo lý, sư tử vô thỏ còn sử dụng hết sức. Đối với bất kỳ đối thủ nào cũng không được phép khinh thường, nói không chừng sẽ tự kéo bản thân mình xuống vô tận thâm uyên. Bởi vì mấy năm nay cũng là chôn cất sinh tử của không ít cường giả, cho nên Tiêu Viêm đối với lần này cũng là tràn đầy cảm xúc. Lấy thêm mấy khỏa đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào miệng, hai mắt của Tiêu Viêm híp lại nhìn cái chuông ngày càng có nhiều khe nứt hơn kia. Đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển, vây kín mít cả thân thể lại. Cái khe đó cấp tốc lan tràn, một lát sau rốt cuộc cũng đã trải rộng khắp chuông, mà giờ phút này, biển lửa ba màu cũng đã bạo xuất một trận khói lửa vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông. Va chạm lần này, giống như núi đá nổ tung, mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ kinh người, chợt thấy cái chuông lớn kia rung lên kịch liệt. Ngay cái khe đó, hào quang màu đen phụt ra, sau đó một tiếng ầm dữ dội từ cái chuông phát ra. Những mảnh vỡ đen nhánh lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng bắn nổ ra, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị nung nóng thành hư vô, nhưng cũng đổ mạnh sinh ra khí lưu cường hãn, cũng đã đem biển lửa đó đánh cho sơ xác. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào chỗ cái chuông nổ mạnh, một ít mảnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén từ bên cạnh bay vút qua. Nhưng những điều này không hề làm cho hắn có chút phân thần.
chuông lớn nổ dữ dội, trào ra một luồng sương khói màu đen nồng đậm, mà ánh mắt của Tiêu Viêm cũng là tập trung tại đây. Ngay cả một cái nháy mắt cũng không chớp, một lát sau, luồng khói đen đó mạnh mẽ co rút lại, một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện đi ra. Vào khoảng khắc bóng ánh đó xuất hiện, trong mắt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện tia hàn ý, ngân mang trên bàn chân lóe ra, thân hình vừa động. Mấy đạo bóng ảnh xuất hiện, thân hình như quỷ dị đuổi tới đạo bóng ảnh kia, hỏa diễm xanh biếc trên bàn tay cũng đã nhanh chóng ùa ra. Vào lúc Tiêu Viêm tiến tới bóng ảnh xinh đẹp kia thì một dải tơ lụa màu sắc rực rỡ ẩn chứa một cỗ kình phong sắc bén cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc rực rỡ, thân hình vẫn mạnh mẽ phóng tới trước, chợt giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào phía trên bóng ảnh xinh đẹp kia. Lực đạo mạnh mẽ của lần va chạm này trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền ra một tiếng rên. Mà thân thể mềm mại này cũng mạnh mẽ rớt xuống đất, nện thật mạnh lên sàn đấu, lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu nứt ra lan tràn thành những cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời chung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm vẫn là coi như không có nghe thấy, quả đấm trong tay áo cũng nắm thật chặt. Chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, ầm ầm hạ xuống rừng tại bên cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn chân nâng lên. Trực tiếp mạnh mẽ công kích cái đầu của người ở dưới, xem tình huống này, nếu là bị giẫm trúng, chỉ sợ cái đầu này cũng không khác gì quả dưa hấu bị bổ ra. Tiêu Viêm đột nhiên làm ra thủ đoạn độc ác cũng làm cho toàn trường trong nháy mắt dại ra, không nói đến bối cảnh của Phượng Thanh Nhi, giết nàng sẽ có vô số phiền toái. Hơn nữa đối phương vốn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù gặp phải công kích của người có tâm địa sắt đá, thì người đó hẳn cũng có chút do dự đi. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm kia lại đặt chân lên đạp vô cùng dứt khoát mạch lạc, giống như là đang giết chết một con kiến. Không có chần chờ chút nào, mạch lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm. Tốc độ của bàn chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản là không có chơi kẻ nào có cơ hội xuất thủ. Trong nháy mắt, liền đã không có ngoài ý muốn mà mạnh mẽ muốn dẫm lên đầu của Phượng Thanh Nhi. Giờ phút này, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Bàn chân hung hăng dẫm lên Phượng Thanh Nhi, nhưng cảnh máu tươi văng ra lại vẫn chưa xuất hiện, mà cái đầu của người kia lại giống như một loại khí cầu. Đột nhiên nổ tung, mà cả người còn lại cũng hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, cũng là làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Trong mắt của họ còn sót lại vẻ dại khờ bởi không hiểu việc gì đã xảy ra. Không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng không xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, đôi mắt khép hờ. Chợt chân nhẹ nhàng hướng phía trước bước lên một bước, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại một chỗ đất trống, khóe miệng cười lạnh một cái, một quyền mạnh mẽ đánh mạnh lên khoảng hư không phía trước. Một quyền đánh ra, lúc gần hết đường thì bỗng có một bóng người xinh đẹp lại là quỷ dị hiện lên, tiếp xúc, ngọc thủ cùng với nắm tay của Tiêu Viêm tiếp xúc với nhau. Rồi đột nhiên bạo phát lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp làm cho nàng phải lui về sau vài chục bước, một vết máu cũng không nhịn được từ khóe miệng tràn ra. Bằng vào thân pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân Nhập Vi mà muốn lừa gạt ai? Tiêu Viêm dương mắt, nhìn Phượng Thanh Nhi sắc mặt tái nhợt mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một tia lạnh lùng. Phượng Thanh Nhi nghiến răng, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm đang mỉm cười, hôm nay là lần đầu tiên nàng phải chịu khuất nhục trong mấy năm gần đây. Khuất nhục ở trong lòng như thủy triều mênh mông, một lát sau, Phượng Thanh Nhi trong mắt đẹp cũng là xẹt qua một chút ngoan độc, thúc dục đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể. Nhưng mà còn không đợi đến lúc nàng thi triển công kích, một tiếng sấm trầm thấp chợt dâng lên. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người. Một bàn tay lạnh lẽo giống như ưng chảo nhẹ nhàng đặt trên cổ ngọc thon dài, một giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sát khí cũng chậm rãi vang lên làm cho thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi cứng ngắc lại. Người thua. Ánh mắt toàn trường lúc này đều đọng lại trên cổ tay của bàn tay trắng như ngọc của Phượng Thanh Nhi, thậm chí chút luồng sát khí hơi hiện lên trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng không ít người thu vào trong mắt. Giờ khắc này cả tòa Lôi Sơn cũng yên tĩnh lại. Kết quả trận chiến của những người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Bắc vực rốt cuộc ra sao? Kết quả cuối cùng này đã ra ngoài mọi sự dự liệu của đại đa số mọi người. Thanh danh cùng thực lực của Phượng Thanh Nhi thì hầu như mọi người đều biết. Nhưng mà giờ phút này, vị thiên chi kiều nữ trăm năm khó gặp của Phong Lôi Các đã thua bởi một người trẻ tuổi tên Tiêu Viêm. Mà ở trên quãng trường yên tĩnh này cũng đã có nhiều người sắc mặt thoáng trầm xuống, tỉ như Lôi Tôn giả kia. Hắn cũng chưa bao giờ ngờ là Phượng Thanh Nhi cư nhiên lại thua ở trên tay của Tiêu Viêm, theo đó mà nói thì. Hôm nay không những không thể bắt Tiêu Viêm lại, mà còn lấy thanh danh của Phượng Thanh Nhi ra để giúp hắn nổi danh thêm. Cái này đúng là có chút mùi vị của tiền mất tật mang. Khắp các phương hướng của Phong Lôi Các cũng yên tĩnh không chút tiếng động. Đám người Phí Phiên cũng hai mặt liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả bọn tuy có chút khó nhìn nhưng cũng không nói gì cả. Thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra, cho dù là bọn họ thì cũng không khỏi thu lại một chút khinh thị trong lòng lại. Cùng với sắc mặt âm trầm của đám người Lôi Tôn giả thì khuôn mặt của Phong Tôn giả lúc này lại tràn đầy vị cười. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm đích thật là đã chinh phục được ánh mắt của hắn. Ánh mắt bảo thủ của người kia vẫn là độc ác như thế. Cũng không biết là hắn từ đâu mà tìm được tên tiểu tử này, Phong Tôn giả khẽ cười rồi thở dài một tiếng. Ngay lúc mọi ánh mắt của vạn chúng chú ý đến quảng trường thì thân thể mềm mại cùng với bàn tay như ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên cứng ngắc đi nhiều.
Trong giọng nói của Tiêu Viêm ẩn chứa một tia sát khí chân thực, làm cho nàng không chút nghi ngờ rằng nếu còn từng bước lấn tới thì người này sẽ hạ thủ thật. Nhưng mà chút ý vị sợ hãi nhàn nhạt đó vừa xuất hiện thì đã bị một cỗ phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế mất. Với thực lực của nàng thì trong bao năm nay có bao giờ bị đối đãi như vậy? Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm, giống như là một con phượng hoàng kiêu ngạo vậy. Nhất thời có một loại khí đen quỷ dị từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi này vẫn ngoan cố như trước, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên chút hàn ý, lưu ly liên tâm hỏa từ bàn tay đột nhiên trào ra, hắn quát khẽ một tiếng. Trở về đi. Ngọn hỏa diễm xanh biếc này bỗng nhiên ào ra tràn tới đụng vào cái luồng khí đen trên thân thể của Phượng Thanh Nhi, hai bên va chạm mãnh liệt vào nhau. Rồi từ trong đôi mắt khiếp sợ của Phượng Thanh Nhi, cái luồng khí đen đó như là đang gặp đại địch vậy, nhanh chóng lui vào trong thân thể nàng ta lại. Vạn hỏa trong thiên hạ, đứng đầu là dị hỏa. Hơn nữa lưu ly liên tâm hỏa này của Tiêu Viêm còn là do dung hợp hai loại dị hỏa mà thành. Nếu như có bài danh trở lại thì cũng sợ việc đi vào trong 10 loại dị hỏa đứng đầu cũng không phải là việc khó. Tuy nói luồng khí đen này của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái nhưng nếu so với lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm thì quả thật là không có tác dụng gì cả. Ngươi thực cho là ta không dám giết ngươi ư? Mạnh mẽ áp chế luồng khí đen trên người của Phượng Thanh Nhi xuống, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng những lời này hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên hắn biến sắc đi, chỉ thấy cái nạp giới trên ngón tay hơi run lên. Rồi bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán lại hiện ra, trong cái bình ngọc đó có một giọt máu màu xanh hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đang dao động. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho không ít người sửng sốt. Tiêu Viêm trước hết là phục hồi tinh thần lại, bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc cái bình ngọc đó lại rồi nhanh như chớp thu vào trong nạp giới. Phản ứng của Tiêu Viêm cực nhanh cho nên rất nhiều người cũng không biết là đã phát sinh ra chuyện gì. Còn đám người Lôi Tôn giả trên bàn tiệc cũng chỉ cảm ứng được có một cỗ năng lượng cường hãn hơi dao động xuất hiện rồi sau đó tiêu tán đi. Sau khi đem cái bình ngọc thu vào trong nạp giới, sắc mặt của Tiêu Viêm có vẻ vô cùng âm trầm, cước bộ lại lui về sau hai bước. Theo như hắn nghĩ thì việc cái huyết dịch màu xanh hồng kia trước người nữ nhân này lại không thể khống chế được mà xúc động lên thì hẳn là do nguyên nhân Thiên Yêu Hoàng. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết cái giọt máu này. Trong lòng xuất hiện cái ý niệm này xong thì Tiêu Viêm đưa mắt lên, nhưng vừa đưa lên thì lại thấy con mắt của Phượng Thanh Nhi giờ khắc này lại hiện lên một loại hào quang nóng cháy khác thường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Tiêu Viêm lại hơi trầm xuống, trong lúc mơ hồ lại có cảm giác không ổn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn nạp giới của Tiêu Viêm. Bởi vì phản ứng của Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh cho nên ngay cả nàng cũng không nhìn rõ rốt cuộc vật kia là vật gì. Tuy nói là không thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm giác được ngay tại thời khắc cái đồ vật đó xuất hiện thì máu trong cơ thể nàng bỗng nhiên trong nháy mắt mà trở nên sôi trào đi rất nhiều. Một lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng hắn. Loại cảm giác này, Phượng Thanh Nhi hơi trầm ngâm, cái lưỡi mềm mại khẽ liếm vào đôi môi đỏ mọng. Một màn như vậy quả nhiên là tràn ngập hấp dẫn vô tận. Sự trầm ngâm này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi bỗng nhiên cái thân thể mềm mại đó mạnh mẽ run lên, trong đôi mắt lại xuất hiện vẻ khiếp sợ vô cùng. Cổ hoàng huyết tinh. Đôi mắt đẹp khẽ chậm rãi dâng lên, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm một cách đáng sợ, nhất thời nói ra. Cổ hoàng huyết tinh. Nghe thấy thế thì Tiêu Viêm khẽ động nhưng khuôn mặt cũng không có biến hóa gì, ngữ khí bình thản nói. Có ý gì? Cái đồ vật lúc nãy ngươi giấu, giao ra đây. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tiếng cười lạnh cũng không che giấu nữa mà là quát to toàn sân. Lá gan của ngươi cũng lớn quá đó, đồ của Thiên Yêu Hoàng tộc của ta mà ngươi cũng dám nhòm ngó ư? Đột nhiên xuất hiện biến hóa giữa sân làm cho những người trên quảng trường vô cùng ngạc nhiên, từng đạo ánh mắt cũng quét về phía giữa sân. Đám người Lôi Tôn giả cũng ngẩn người cả lên, từ chỗ ghế ngồi đứng dậy, cất bước đi đến. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người rồi trầm giọng nói. Thanh Nhi, sao lại thế này? Ngay lúc Lôi Tôn giả hiện thân lên thì Phong Tôn giả cũng hiện ngay bên cạnh Tiêu Viêm, cước bộ đi tới, chắn đưa Tiêu Viêm về phía sau, hơi nhíu mày nhìn Phượng Thanh Nhi rồi thản nhiên nói. Thắng thua lúc tỉ thí cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mặc dù nói ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng nhưng cũng đừng tưởng rằng ở Trung Châu này thì Thiên Yêu Hoàng tộc đã có thể làm việc mà không hề kiêng nể gì. Hàm răng của Phượng Thanh Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt vẫn tập trung trên người của Tiêu Viêm như trước. Một lát sau, cười lạnh nói. Phong Tôn giả, việc này cũng không phải là do Thanh Nhi càn quấy. Ta rõ ràng cảm giác được vật lúc nãy chính là cổ hoàng huyết tinh của tộc ta. Lấy thân phận của ngài thì hẳn cũng biết quy củ Thiên Yêu Hoàng tộc, bất kỳ xác chết của tộc nhân nào thì cũng không được để lọt vào tay của người ngoài. Mà cổ hoàng huyết tinh lại là tế luyện từ huyết mạch của tộc nhân Thiên Yêu Hoàng ta mà ra, làm như vậy chính là đã phạm vào điều tối kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Nếu như việc này mà truyền về tộc của ta thì chắc chắn chấp hình đội trong tộc sẽ ra tay. Nghe thấy vậy mọi người hơi sửng sốt rồi sắc mặt biến ảo không thôi. Nét tươi cười trên khuôn mặt của Phong Tôn giả cũng khẽ tiêu tán đi một ít. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải là Phong Lôi Các, sự bá đạo của những tên này thì chính hắn cũng đã từng lãnh giáo qua. Đám người Lôi Tôn giả lúc này cũng chưa nói gì. Cái này nguyên bản có liên quan đến Thiên Yêu Hoàng tộc cho nên hãy để cho Phong Tôn giả đau đầu là tốt hơn.
Đối với việc có thể làm cho thực lực của Tinh Vẫn Các suy yếu đi thì bọn họ vẫn rất hoan nghênh. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, thắng thua là chuyện bình thường. Tiểu thư Phượng Thanh Nhi cũng đừng chụp cho ta cái mũ lớn quá như vậy. Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói, trong âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Ngươi đang nói là ta vu oan cho ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi lạnh xuống, cười lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Vậy ngươi có dám để cho ta tìm kiếp nạp giới của ngươi? Phượng Thanh Nhi cười giận nói. Cái cảm giác máu sôi trào trong cơ thể nàng lúc trước quả quyết không sai được. Lời này của Phượng Thanh Nhi vừa nói ra thì không ít người cũng nhăn mặt lại. Điều tra nạp giới của người khác thì cũng không khác gì là tìm hiểu điều riêng tư của người đó, yêu cầu như thế cũng là quá phận rồi. Tuy nói Tinh Vẫn Các so ra vẫn kém Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng cũng không phải tùy ý để cho người khác khi dễ. Bổn tôn cũng đã từng có vài duyên phận với mấy lão già ở Thiên Yêu Hoàng tộc. Dựa vào những lời ngươi nói thì chính là muốn kiếm nạp giới của người khác, nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ không phải như vậy mà chịu đựng đâu. Sắc mặt của Phong Tôn Giả trầm xuống, nói. Nghe thấy Phong Tôn Giả mở miệng thì Phượng Thanh Nhi cũng không dám chống đối. Cường giả đấu tôn. Mặc dù là ở trong Thiên Yêu Hoàng tộc thì vẫn được tính là cường giả đứng đầu, huống chi ở phía sau còn có một cái Tinh Vẫn Các. Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn làm cho nàng thối lui thì nàng có chút không cam lòng. Cổ Hoàng huyết tinh đối với tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc có tác dụng cực lớn. Nếu như có thể có nó thì lực lượng huyết mạch cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phượng Thanh Nhi khẽ cắn môi một cái rồi trầm giọng nói. Nếu không muốn để cho Thanh Nhi điều tra nạp giới của hắn cũng được, nhưng vẫn phải để ta thi triển thuật điều tra trong tộc tra xét qua. Nếu như không có kết quả gì thì ta sẽ xin lỗi hắn. Nghe vậy thì Phong Tôn Giả cũng ngẩn ra, trong lòng có chút chần chờ rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Cái quy củ này của Thiên Yêu Hoàng tộc thì hắn quả thật có biết chút ít, lời nói này của Phượng Thanh Nhi cũng có chút hợp lý. Nhưng mà hắn đang bận tâm đến việc lỡ như đúng theo lời của Phượng Thanh Nhi là trên người của Tiêu Viêm có cái gọi là cổ hoàng huyết tinh đó. Nếu như quả thật điều tra ra rồi kinh động đến Thiên Yêu Hoàng tộc thì chỉ sợ có chút phiền toái. Đối với ánh mắt của Phong Tôn Giả thì Tiêu Viêm cũng cảm nhận được, hơi trầm tư một chút. Cái thuật điều tra này chỉ có phản ứng đối với cổ hoàng huyết tinh. Nếu như ta đã đổ oan cho ngươi thì ngươi có gì mà lo lắng? Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn còn do dự, Phượng Thanh Nhi lại cười lạnh nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái. Sự do dự trong mắt dần dần tiêu tán, khóe miệng hơi cười lạnh một chút rồi ngoài sự dự đoán của mọi người rồi gật gật đầu, nói. Được, vậy cứ dùng cái thuật điều tra kia của ngươi đi. Tiêu Viêm cư nhiên đáp ứng như thế làm cho Phượng Thanh Nhi cùng một ít người cũng phải lặng đi. Sự việc này cũng không phải là trò đùa. Nếu như quả thật bị điều tra ra thì, chỉ sợ Tiêu Viêm lập tức sẽ bị đưa lên trong danh sách đen của Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong mắt của Phong Tôn Giả hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Không sao chứ. Ha ha, Phong Lão cứ yên tâm, thân chính không sợ cái oai của bóng. Cái loại thủ đoạn hát nước bẩn sau khi thua này trong mấy năm ta đã gặp không ít, cũng không có gì đáng ngại. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như thế thì Phong Tôn Giả cũng yên tâm đi rất nhiều. Nếu như người này đã nói như vậy thì hẳn cũng có chút nắm chắc. Còn Phượng Thanh Nhi ở bên thì đã bị mấy lời này của Tiêu Viêm làm tức giận không ít lên, mặt cười lạnh nói. Ngươi cứ việc thể hiện đi, nếu đến lúc đó quả thật bị ta điều tra ra thì nhất định làm cho ngươi chịu không nổi. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nở một nụ cười quỷ dị, cười nhẹ nói. Nếu như mà điều tra không ra thì có lẽ Phượng tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy mà xin lỗi ta chứ. Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh lẽo vô cùng, hừ lạnh một tiếng. Ngón tay ngọc đưa ra rồi lập tức một giọt máu được tích ra rồi phiêu phù trước mặt, trong lúc mơ hồ dường như còn phát ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cái giọt máu này một chút. Tuy giọt máu này có màu đỏ tươi nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong đó còn có chút màu xanh cực nhạt. Nhìn thấy cảnh này thì Tiêu Viêm dường như có điều suy nghĩ. Máu của cái thây khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh, mà còn nồng đậm hơn Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Cứ như thế mà xét ra thì xem ra huyết mạch của thây khô thần bí kia còn tinh thuần hơn Phượng Thanh Nhi này. Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu lại rồi ngón tay ngọc khẽ vẽ một cái đồ án kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay ngọc vung ra, cái đồ án đó dừng lại trên đầu của Tiêu Viêm, rồi từ trong giọt máu đó phóng thích ra một cỗ ánh sáng màu hồng sắc chậm rãi vây thân thể của Tiêu Viêm kín mít lại. Ngay lúc cái ánh sáng màu hồng sắc đó bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua thân thể của mình. Trong lúc mơ hồ có cảm giác như đang bị người nào đó rình mò. Đối với việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn có lòng tin vô cùng. Mà đám đông thấy Phượng Thanh Nhi ra tay điều tra thì đối với việc Tiêu Viêm có cất giấu cổ hoàng huyết tinh càng thêm tin tưởng. Ánh sáng màu hồng đó chậm rãi chuyển biến quanh thân thể Tiêu Viêm, đặc biệt tại cái nạp giới ngay ngón tay của Tiêu Viêm thì quét qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có dị tượng nào xuất hiện. Mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng ngày càng khó coi hơn. Nhìn thấy sắc mặt của Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong Tôn Giả ở một bên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc nữa thì cái ánh sáng màu hồng đó cũng dần dần biến mất.
Còn cái đạo phù văn kia cũng biến thành một luồng khí màu hồng thu vào trong thể nội của Phượng Thanh Nhi đang có khuôn mặt xanh mét. Phượng tiểu thư, có cái gì không? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, thản nhiên nói. Ngươi đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu? Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng ngà kia lại, hận không thể bổ nhào tới chỗ Tiêu Viêm mà cẩn thận lúc soát qua. Cảm xúc của nàng lúc trước quả thật là cảm nhận được sự tồn tại của cổ hoàng huyết tinh, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho nàng bị đả kích không thôi. Cái thuật điều tra đối với cổ hoàng huyết tinh là cực kỳ nhạy cảm, rất ít xảy ra cái lỗi gì. Phong tôn giả ở bên cạnh cũng trầm xuống, quát lạnh nói. Phượng Thanh Nhi, đừng cho rằng ngươi là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc thì bổn tôn không thể làm gì được ngươi. Nếu như còn tiếp tục lằng nhằng nói năng bậy bạ thì cũng đừng trách bổn tôn không cho Thiên Yêu Hoàng tộc mặt mũi nào. Nghe thấy Phong tôn giả quát lạnh thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi cũng hơi đổi, mà Lôi tôn giả ở bên thấy thế cũng đành phải tiến lên nói. Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm. Phượng Thanh Nhi quýnh lên, đang muốn phản bác nhưng thấy Lôi tôn giả khẽ nhăn mày lại thì đành nuốt lời định nói xuống. Dù như thế nào thì Lôi tôn giả cũng là sư phụ nàng, đối với lời hắn nói thì không thể không nghe. Hơn nữa, nàng cũng biết chuyện hôm nay có Phong tôn giả che chở cho Tiêu Viêm thì sợ rằng không còn gì có thể trông cậy vào rồi. Nếu thật có thể tìm được cổ hoàng huyết tinh trên người Tiêu Viêm thì cũng tốt, bằng vào danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc thì cho dù là Phong tôn giả cũng phải suy nghĩ lại, nhưng đáng tiếc. Trong lòng hơi khó thở, Phượng Thanh Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười, hơi hợt nói. Phượng tiểu thư tựa hồ là quên cái gì đi. Dù sao cũng là đệ tử Phong Lôi Các, nên cái chuyện nói mà lật lọng thì hẳn là ngươi khinh thường không đi làm chứ. Nghe vậy thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi liền xanh mét lên, bàn tay ngọc nắm chặt lại. Sau một hồi lâu thì mới từ trong kẽ răng phát ra chút âm thanh miễn cưỡng. Thực xin lỗi. Tiêu Viêm cười cười, cũng lười cùng nữ nhân này dây dưa, cước bộ thối lui về sau Phong tôn giả. Nhìn thấy việc này đã xong thì Phong tôn giả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng về phía Lôi tôn giả cười nói. Ha ha, kết quả tỉ thí cũng có rồi. Dựa theo ước định lúc trước thì ân oán của Tiêu Viêm cùng Phong Lôi Các cũng nên xóa bỏ rồi chứ. Khóe miệng của Lôi tôn giả hơi co giật một chút, mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng với thân phận của hắn thì không thể trước mặt đông đảo nhiều người như vậy mà không thừa nhận. Lập tức chỉ có thể cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt đầy lôi quang nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi nói. Chuyện của ngươi và Phong Lôi Các, ta nể tình Phong tôn giả ở đây mà không so đo với ngươi. Nhưng mà sau này hy vọng ngươi giải quyết cho tốt, nếu Tam Thiên Lôi Động mà từ trên người ngươi truyền ra ngoài thì lúc đó bổn tôn sẽ đích thân ra tay đánh chết ngươi. Đối với lời nói đầy sức uy hiếp của Lôi tôn giả thì Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, chắp tay nói. Xin Lôi tôn giả yên tâm. Phong tôn giả ở bên cạnh nhìn Lôi tôn giả đang có sắc mặt không tốt, cười cười, liếc nhìn quanh sân một cái rồi nói. Cũng may là Lôi tôn giả đại lượng, nhưng mà đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà cử hành xuống nữa. Dựa theo thực lực thì Phong Lôi các vẫn là mạnh nhất, nếu đã như vậy thì vị trí đứng đầu của tứ các vẫn nằm trong tay của Phong Lôi các à. Tuy nói sự việc hôm nay mặc dù có nguyên nhân lớn nhất là Phong tôn giả mà hóa giải được, nhưng mặc dù bọn họ cam lòng không muốn thì bề ngoài cũng đã cho Phong tôn giả mặt mũi lắm rồi. Một khi đã như vậy thì Phong tôn giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo gì. Dù sao thì cái gọi là đứng đầu tứ các cũng là hư danh mà thôi, thứ này cũng chẳng có chút quyền lợi gì, chỉ là cái tên có dễ nghe hơn một chút thôi. Còn nữa, nếu như thực sự bàn về thực lực của những người trẻ tuổi tứ các thì cũng không có ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi rồi. Đương nhiên trong đấy phải loại trừ Tiêu Viêm ra, thực lực của hai người ai hơn ai thì trong trận chiến lúc trước đã thể hiện ra được mọi người quan sát đầy đủ rồi. Nghe thấy mấy lời này của Phong tôn giả thì sắc mặt của Lôi tôn giả cũng khẽ giãn ra một ít, mà Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyền tôn giả sau khi chần chờ một lúc thì cũng đành gật đầu. Đường Ưng không có khả năng là đối thủ của Phượng Thanh Nhi, còn Vương Trần thì ngay từ đầu đã bị Tiêu Viêm đánh cho tàn phế đi thì làm sao có thể đấu nữa. Ha ha, nếu như đại hội đã kết thúc thì lão phu cũng không ở lại nữa. Nếu như sau này có thời gian thì sẽ tới bái phỏng các vị, cáo từ. Phong tôn giả cười cười, hướng về phía Lôi tôn giả chắp tay. Sau đó vung tay lên, đột nhiên cuồng phong chung quanh trời đất nổi lên, mà năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này cũng đã ngưng tụ lại. Sau đó dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì đã biến thành một con cự ưng cuồng phong vô cùng khổng lồ. Đi thôi. Phong tôn giả khẽ vẫy tay, thân hình vừa động thì đã lên lưng của cự ưng. Sau đó Mộ Thanh Loan cũng theo sát sau. Tiêu Viêm ở đó cũng vẫy tay đối với Lâm Diễm ở xa xa, sau đó hai người cũng bay vút lên cự ưng. Nhìn thấy mấy người này đã lên lưng cự ưng đầy đủ thì Phong tôn giả cũng chắp tay ở sau lưng. Hai cánh của cự ưng hơi run lên, sau đó một cổ cuồng phong nổi lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài sơn mạch Phong Lôi. Chỉ lóe vài cái thì đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng đã biến mất thì Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyền tôn giả ở một bên cũng cáo từ Lôi tôn giả, sau đó liền mang theo các đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch Phong Lôi. Ngay sau khi Kiếm tôn giả cùng Hoàng Tuyền tôn giả đã rời đi thì trên sân rộng lúc này cũng chỉ còn có người của Phong Lôi các. Giờ khắc này thì sắc mặt của Lôi tôn giả liền âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói.
Thanh Nhi, cảm ứng của ngươi lúc nãy quả thật là cổ hoàng huyết tinh. Tuyệt đối không sai, nhưng vì nguyên nhân nào mà không cảm ứng được thì ta cũng không hiểu rõ. Phượng Thanh Nhi gật đầu, khẳng định nói. Lôi Tôn giả khẽ gật đầu, chợt âm trầm nói. Ngươi hãy trở về nói với Thiên Yêu Hoàng tộc, lúc đó hẳn sẽ có cường giả trong tộc ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu như lúc đó mà Tinh Vẫn Các vẫn muốn ra tay ngăn trở thì với thực lực của Thiên Yêu Hoàng tộc mà muốn thu thập bọn họ cũng không khó gì. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi chần chờ một chút, rồi cũng cắn răng gật đầu một cái. Nếu như ngươi đã không chịu tự phế đi Tam Thiên Lôi Động thì chỉ có thể làm cho ngươi ngày sau cũng không thể dùng đấu kỹ nào nữa. Trên khuôn mặt của Lôi Tôn giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng hàm ẩn sắc khí cực kỳ. Mấy người ở bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run rẩy lên. Ở phía trên bầu trời xanh, cuồng phong nổi lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, mà ở trên lưng cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên nó. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng ở trong đám người này. Giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng ở trên lưng cự ưng bỗng mở mắt ra, sau khi không còn nhìn thấy của sơn mạch phong lôi kia nữa thì cũng bớt căng thẳng hơn. Rồi lập tức sắc mặt liền tái nhợt đi, một ngụm máu tươi liền phun ra, đột nhiên hắn chặt răng, ngọn hỏa diễm trên bàn tay cũng bỗng nhiên bừng cháy lên. Làm sao vậy? Thân hình của Phong Tôn giả khẽ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời mà ánh mắt đang tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt đó có một giọt máu màu hồng xanh nhưng bên trong có ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bức ra. Nhìn thấy một màn này thì trong mắt ba người Phong Tôn giả, Mộ Thanh Loan, Lâm Diễm đều hiện lên chút kinh hãi. Thì ra lúc trước Tiêu Viêm đã đem cái giọt máu này giấu ở trong dị hỏa, hèn chi Phượng Thanh Nhi có tìm nhưng cũng không ra. Ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt làm cho sức nóng tỏa ra chung quanh, nhiệt độ của cuồng phong cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho ai chú ý cả, ánh mắt đám người Phong Tôn giả đều đang nhìn chằm chằm ba giọt máu xanh hồng đang xoay tròn trong ngọn lửa kia. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc còn nồng đậm thế này, xem ra cũng phải được tinh luyện từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Thiên Yêu Hoàng tộc mà có được. Nhìn hai giọt máu kia, sắc mặt của Mộ Thanh Loan cũng hơi đổi kinh hãi nói. Mặc dù bộ tộc Thanh Loan của nàng kém hơn Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng đối với cái loại cổ hoàng huyết tinh này thì nàng vô cùng hiểu rõ. Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhận ra sự chân quý của ba giọt máu xanh hồng này. Nghe được lời nói này của Mộ Thanh Loan, Phong Tôn giả ở bên cạnh cũng biến sắc không thôi, Thiên Yêu Hoàng tộc cấp bậc đấu tôn. Thực lực cỡ này cho dù đưa vào trong Thiên Yêu Hoàng tộc thì cũng là đám lão yêu quái bất tử, làm sao mà loại cổ hoàng huyết tinh này lại nằm ở trong tay Tiêu Viêm. May mà lúc đầu không có bị điều tra ra, nếu không thì có phiền toái thật sự đó. Cổ hoàng huyết tinh cấp bậc đấu tôn đúng là có thể khiến cho Thiên Yêu Hoàng tộc vận dụng lực lượng đi tìm người. Các ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Sắc mặt của Phong Tôn giả thoáng cái đã ngưng trọng lại rất nhiều, mà ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn nhiều. Nghe thấy lời này thì Mộ Thanh Loan cùng với Lâm Diễm cũng gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu rõ nếu việc này mà bị truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ rước phiền phức đến cho Tiêu Viêm. Cổ hoàng huyết tinh đã bị bức ra rồi, nhưng sao sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn? Lâm Diễm liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm một chút rồi chần chừ nói. Nghe vậy thì Phong Tôn giả cùng Mộ Thanh Loan cũng đồng loạt nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, quả nhiên mặt của Tiêu Viêm lúc này đang đỏ lên. Nhiệt độ thân thể cũng nóng đến dọa người, giữa trán còn lộ ra chút thống khổ, dường như hắn đang đối kháng với cái gì đó. Hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có ba giọt này mà còn ở trong cơ thể hắn, nhưng mà hình như là không tốt lắm. Phong Tôn giả liếc nhìn một cái đã nhận ra chỗ không thích hợp, lập tức trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Lâm Diễm quýnh lên, vội nói. Cổ hoàng huyết tinh có chứa lực lượng huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, người bình thường căn bản không có khả năng hấp thu nó. Dù sao tố chất thân thể cũng kém xa so với Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu như cố chấp hấp thu thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Kế duy nhất hiện nay giúp hắn chính là giúp hắn trục xuất cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể đi ra ngoài. Mộ Thanh Loan cười khổ nói. Không trục xuất được, lúc trước Tiêu Viêm đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu trong dị hỏa để trốn sự điều tra của Phượng Thanh Nhi. Nhưng dị hỏa cực nóng cũng đã làm cho năng lượng của cổ hoàng huyết tinh tán ra một ít. Dường như hiện tại đã gần như dung hòa vào trong cơ thể của hắn, muốn bước ra là việc không thể. Phong Tôn giả chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Nghe vậy thì Mộ Thanh Loan cũng giang tay ra, tình huống này thì nàng cũng không có cách nào giúp được. Cứ xem tình hình sao đã. Phong Tôn giả trầm ngâm nói, việc đến mức này nếu còn nhúng tay lung tung thì e rằng chỉ còn loạn hơn. Cho nên trước tiên cứ nhìn xem là Tiêu Viêm có thể dựa vào lực lượng của chính mình mà bức số cổ hoàng huyết tinh đó ra ngoài cơ thể không đã. Lúc mà ba người nói chuyện với nhau thì thân thể của nàng Tiêu Viêm cũng càng lúc càng nóng hơn, màu da đã trở nên như màu đỏ, nhìn qua có chút giống như máu của con người, hơi có chút đáng sợ. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài mà thôi, mà giờ phút này trong thân thể của Tiêu Viêm lại vô cùng hỗn loạn, năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo đến mức chạy nhảy như một con ngựa hoang, điên cuồng xuyên qua trong người. Sự cuồng bạo trong năng lượng này làm cho cơ thể bên trong Tiêu Viêm không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt vô cùng. Chết tiệt. Tận lực áp chế sự bạo động trong thân thể, Tiêu Viêm cũng là thầm mắng một tiếng.
Nguyên bản hắn từ cỗ thi diêm ma thú kia tinh luyện ra được 5 giọt máu xanh hồng. Trong lần luyện đan tại nội viên lần trước thì đã sử dụng 1 giọt, cho nên còn dư 4 giọt. Lúc nãy đã bị bức ra 3 giọt, hay nói cách khác là giờ còn có 1 giọt máu xanh hồng ở trong cơ thể hắn. Mà nguyên nhân eo farm cho cơ thể của hắn hiện tại bát nháo hỗn loạn lên cũng chính là do giọt máu xanh hồng chết tiệt này. Giọt máu xanh hồng lúc nãy dưới cái nóng của dị hỏa đã hoàn toàn bị nung phân tán ra, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo điên cuồng xông phá cơ thể của Tiêu Viêm. Ta cũng không tin ta có thể tinh luyện ra ngươi mà còn không thu thập ngươi được. Nhìn tình huống trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thần vừa động thì lực lượng linh hồn từ mi tâm dữ dội buông xuống. Sau đó điên cuồng xông vào thể nội, mạnh mẽ đem mấy luồng năng lượng cuồng bạo đang phân tán kia tập hợp lại thành một đường. Nếu cứ như vậy mà ngồi chờ luồng năng lượng cuồng bạo kia càng lúc càng phân tán thì chỉ làm cho cơ thể càng lúc càng bị thương nặng hơn. Cho nên phải đem các nguồn năng lượng đang phân tán đó hội tụ lại một chỗ sau đó một lưới bắt hết. Nhưng lực lượng phản kháng của cỗ năng lượng cuồng bạo có màu xanh hồng đó cũng cực mạnh, giống như là một con ngựa hoang không chịu bị thuần phục. Làm cho Tiêu Viêm phải hao tôn một lượng lực lượng linh hồn không nhỏ mới có thể áp chế chúng xuống mà lôi kéo đi. Mà việc này cũng làm cho lực lượng linh hồn hao tổn vô cùng khổng lồ, cũng may hiện giờ Tiêu Viêm đã thuận lợi tiến vào đấu tông, nếu không thì còn rất khó mới hoàn thành được nhiệm vụ gian nan này. Lực lượng linh hồn không biết mệt mỏi, tản đi chung quanh thân thể xua đuổi mấy luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo kia. Tuy việc này gây ra sự tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn, nhưng hiệu quả thì đúng là không tồi. Chỉ cần không đến 10 phút thì các luồng năng lượng xanh hồng đang phân tán trong cơ thể đã hội tụ lại với nhau, hóa thành một chất lỏng năng lượng màu xanh hồng. Nhìn các luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo ngưng tụ lại một chỗ, trong lòng Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động thì ngọn hỏa diễm xanh biếc đã bùng phát lên, rồi hóa thành một cái hỏa đỉnh trong cơ thể, bao bọc đoàn năng lượng kia lại. Hỏa đỉnh vừa mới bao bọc đoàn năng lượng đó lại thì nhất thời một sức nóng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra. Ngay giây khắc sức nóng lan tỏa ra thì đoàn năng lượng xanh hồng đó, như cảm nhận được có nguy hiểm thì lập tức phân tán ra, hóa thành vô số luồng năng lượng cùng bạo ùn ùn bạo xuất ra. Nhưng mà hỏa đỉnh giờ phút này sớm đã bị Tiêu Viêm dùng tâm thần khống chế nghiêm ngặt, vì thế đoàn năng lượng xanh hồng đó vừa bắn đến phía trên hỏa đỉnh thì cũng bị trực tiếp ngăn trở bắn ngược trở lại. Rồi ngay giờ phút này, sức nóng trong hỏa đỉnh lại lần nữa cấp tốc kéo lên, một ít đoàn năng lượng màu xanh hồng dưới sức nóng khủng bố dần dần trở nên hư hóa. Cuối cùng thì lặng yên tản ra hóa thành một làn sương màu xanh hồng chậm rãi bay ra khỏi hỏa đỉnh. Làn sương màu xanh hồng này trải qua sự tinh luyện của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì đã không còn cái tính cuồng bạo khó thuần nữa, mà là nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dung nhập vào trong cốt cách, kinh mạch, tế bào trong cơ thể. Ngay khi làn sương màu xanh hồng này dung nhập vào trong cơ thể thì Tiêu Viêm bỗng nhiên vui mừng lên. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình khi được làn sương xanh hồng này rót vào thì lực lượng cùng độ cứng cỏi cũng là chậm rãi tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh này đúng là linh dược tuyệt hảo tăng lên lực lượng của nhân thể, nhưng nếu như có thể luyện chế thành đan dược thì sợ rằng hiệu quả không chỉ có thế. Cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể thì Tiêu Viêm cũng khẽ thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đương nhiên, chút tiếc nuối ấy vừa hiện lên thì đã bị dập tắt đi. Tiêu Viêm hiện tại đã hiểu được là cổ hoàng huyết tinh này không phải hấp thu dễ dàng được. Nếu không phải lần này có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thì chỉ sợ cơ thể của hắn đã bị cổ hoàng huyết tinh phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì Lưu Ly Liên Tâm Hỏa không ngừng luyện hóa cho nên ở phía trên hỏa đỉnh liên tục có các làn sương màu xanh hồng thẩm thấu ra, hơn nữa màu sắc cũng càng lúc càng trở nên nồng đậm. Khi mà làn sương màu xanh hồng không ngừng thẩm thấu tiến vào trong thể nội thì cái cảm giác lực lượng thân thể tăng lên cũng càng lúc càng mạnh. Tiêu Viêm lúc này mơ hồ có một cảm giác là nếu như có đủ số lượng cổ hoàng huyết tinh thì không chừng sự cường hãn của thân thể hắn sẽ có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thừa nhận được quá trình cổ hoàng huyết tinh không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Đối với nhân loại mà nó, y thì nếu không thể khống chế được thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nổ tan xác. Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm giật mình không thôi. Trong nháy mắt thì hồi phục tinh thần lại, làn sương màu xanh hồng này quả đúng rất có hiệu quả đối với việc cường hóa thân thể. Nhưng hiệu quả như vậy là được rồi, nếu như hấp thu nhiều quá thì sẽ trở thành tai nạn. Tâm thần chuyển xuống bên trong hỏa đỉnh kia. Giờ phút này thì cổ năng lượng xanh hồng kia đã giảm xuống, chỉ còn khoảng thể tích 2/3. Nhưng chỉ là 1/3 kia thôi đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác là thân thể khó có thể tiếp nhận được, nếu như còn hấp thu vào thì chỉ sợ đúng là nổ banh xác thật. Nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý trong lòng. Nhưng dưới tình huống này thì phải đem đống cổ hoàng huyết tinh này luyện hóa hoàn toàn mới được, nếu không nó sẽ di chuyển lung tung trong người. Lúc đó thì thương tổn mà nó tạo ra cũng không nhỏ chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục tinh luyện thì cường độ thân thể hiện tại của hắn đúng là không chịu được năng lượng cuồng bạo như thế. Giờ khắc này Tiêu Viêm đang đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lúc mà Tiêu Viêm chần chờ thì sự tinh luyện trong hỏa đỉnh cũng không vì vậy mà dừng lại, từng làn sương màu xanh hồng cứ lượn lờ dâng lên. Cuối cùng làn sương đó đã bao phủ từng tấc trong thân thể của Tiêu Viêm. Khi làn sương đã bao phủ toàn bộ thì bi ai của Tiêu Viêm cũng hiện lên. Thân thể của hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa. Nhưng làn sương màu xanh hồng này vẫn không ngừng tiến nhập vào trong thân thể của hắn.
Theo sự tiến vào không ngừng của làn sương màu hồng thì thân thể của Tiêu Viêm cuối cùng đã xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhận thấy được tế bào trong cơ thể của mình càng lúc càng trướng lên thì Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng. Con bà nó, lần này đùa dai rồi. Trên con cự ưng do cùng phong tạo thành, Lâm Diễm nhìn thấy thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bớt đỏ đi thì khẽ phào nhẹ nhõm. Xem ra người này đang dần dần hấp thu cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của hắn. Người này cư nhiên đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh. Mà Mộ Thanh Loan ở một bên thấy cảnh này lại ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói. Phong Tôn giả khẽ gật đầu, mặc dù hơi thở của Tiêu Viêm vẫn chưa có biến hóa gì, nhưng dựa vào cảm giác sắc bén của đấu tôn, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm dường như đang tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh đúng là có hiệu quả tăng lên trình độ của thân thể, nhưng nếu như thân thể không chịu được cường độ tăng lên thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Đôi mày đen của Mộ Thanh Loan khẽ cau lại, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Lâm Diễm sửng sốt, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm khẽ biến đổi, vội vàng nói. Dường như có điều. Nghe thấy thanh âm của hắn, hai người Phong Tôn giả liền nhìn sang Tiêu Viêm, quả thật thân thể của người này giờ phút này hình như có chút bành trướng lên. Đúng là nói đến cái gì thì cái đó sẽ đến. Nhìn thấy màn này, Mộ Thanh Loan nhất thời cười khổ một tiếng, thở dài nói. Thân thể của Tiêu Viêm rõ ràng là không hấp thu được nhiều cổ hoàng huyết tinh như vậy, nếu cứ tiếp tục thì sẽ nổ tan xác à. Sắc mặt của Phong Tôn giả hơi đổi, bước lên ngay bên cạnh Tiêu Viêm, đang muốn vươn tay ra thì Mộ Thanh Loan ở bên vội ngăn cản. Cơ thể của Tiêu Viêm đang ở trong thời kỳ bão hòa, nếu như có năng lượng khác tham gia vào thì sợ rằng hắn sẽ nổ tung liền đó. Phong Tôn giả chau mày, trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng bị cổ hoàng huyết tinh này làm cho bạo thể mà chết. Mộ Thanh Loan cười khổ một tiếng, nói. Không ai biết rằng hắn có cách gì hay không, nếu như cứ lung tung nhúng tay vào thì sợ rằng phiền phức còn nhiều hơn. Nghe vậy, Phong Tôn giả chần chờ một chút, cũng chỉ có thể thu tay về, nhìn thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng lớn hơn, cắn răng một cái nói. Nếu như chờ một lát nữa mà không có biện pháp nào thì ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết mạch của cổ hoàng huyết tinh thì chỉ có tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng mới có thể làm được. Nếu bọn họ hấp thu thì sẽ làm cho lực lượng huyết mạch của họ càng thêm tinh khiết. Nhưng nếu như là nhân loại hấp thu thì quá là nguy hiểm. Không biết gan của người này quá lớn hay là hắn quá ngu ngốc. Mộ Thanh Loan khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thân thể của Tiêu Viêm không ngừng bành trướng lên, thì thào tự nói. Con cự ưng bị chấn động dừng lại ở trên bầu trời, cuồng phong ở chung quanh tự động phân tán ra, do đó làm cho trên lưng của cự ưng xuất hiện không gian hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người Phong Tôn giả, thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng. Chỉ chưa đến thời gian hô hấp 10 cái thì hắn đã biến thành một tên béo vô cùng, cả người giống như là khinh khí cầu bị thổi phồng lên vậy. Mà theo sự bành trướng của thân thể thì sự đau đớn trên khuôn mặt của hắn cũng càng lúc càng gia tăng, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn cố gắng cắn chặt răng kiềm chế. Phong Tôn giả nhìn chăm chú thân thể của Tiêu Viêm càng lúc càng bành trướng, ngón tay trong tay áo cũng là nhịn không được mà chậm rãi vươn lên, một cỗ lốc xoáy lặng yên xuất hiện. Lại qua một đoạn thời gian nữa, thân thể của Tiêu Viêm hình như đã bành trướng đến cực hạn, một ít da thịt trên cánh tay đã nổ tung ra, máu tươi tràn ra, trực tiếp thấm nhuộm cả người hắn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Tôn giả rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi nâng lên, một cỗ năng lượng của trời đất trong chớp mắt đã ngưng tụ lại. Hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất bức cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của Tiêu Viêm ra. Nhìn thấy Phong Tôn giả muốn ra tay, Mộ Thanh Loan cũng đành than nhẹ một tiếng. Mặc dù làm như vậy có thể cứu được Tiêu Viêm nhưng cũng sẽ gây ra tổn thương cực lớn. Hơn nữa cổ hoàng huyết tinh kia cũng sẽ bị lãng phí. Năng lượng ngưng tụ lại càng lúc càng mạnh, rồi chỉ trong chớp mắt đã thành hình rồi. Khuôn mặt Phong Tôn giả trầm như nước, ống tay áo vung lên. Đang muốn đem cổ năng lượng này truyền vào trong thân thể của Tiêu Viêm, thì đột nhiên hai mắt vốn nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm mở hai mắt ra, Phong Tôn giả cũng cả kinh, luồng năng lượng bàng bạc trong bàn tay cũng ngưng lại. Vừa mở hai mắt ra thì Tiêu Viêm nhanh chóng kết ấn, chợt một tiếng quát khẽ truyền ra. Sau đó ba người Phong Tôn giả đột nhiên nghe được thấy tiếng động lạ, một đôi cốt rực trong suốt tự động mở ra ở sau lưng. Cốt rực vừa mới xuất hiện thì thân thể của Tiêu Viêm đình chỉ sự bành trướng lại. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được luồng năng lượng xanh hồng kia đang theo ra tay của Tiêu Viêm nhanh như chớp chảy vào trong đôi cốt rực kia. Khi mà càng lúc càng có nhiều luồng năng lượng xanh hồng quán trú vào trong đôi cốt rực trong suốt thì một màn kỳ dị đã xuất hiện. Chỉ thấy đôi cánh cốt rực trong suốt như ngọc thạch kia cư nhiên chậm rãi bắt đầu kéo dài ra. Hơn nữa trên đôi cốt rực trong suốt đó còn xuất hiện từng đạo hoa văn màu xanh hồng, nhìn giống qua thì giống như là mạch máu vậy. Năng lượng xanh hồng trực tiếp làm cho diện tích của đôi cốt rực giãn ra gần gấp đôi, hơn nữa hoa văn xanh hồng cũng càng lúc càng nhiều hơn. Nhìn vào đôi cốt rực hiện giờ, quả thật gây cho người ta chút cảm giác thần bí. Đôi cốt cực nhẹ nhàng chấn động, một âm thanh trầm thấp nhất thời nổ vang lên, một cỗ cuồng phong cũng từ đôi cốt rực này nhanh chóng khuếch tán ra. Có đôi cốt rực hấp thu lấy cỗ năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo kia thì thân thể của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng thu nhỏ lại, chỉ trong phút ngắn ngủn đã trở về như bình thường. Mặc dù trên thân thể vẫn đầy máu tươi nhưng sự thống khổ trên khuôn mặt cũng đã bớt hẳn. Ba người Phong Tôn giả có chút kinh ngạc nhìn đôi cốt rực to lớn ở sau lưng Tiêu Viêm.
Đặc biệt ở thời điểm đôi cốt rực vỗ tạo nên thanh thế thì ba người không che nổi sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt. Đây là Thiên Yêu Cốt Rực. Hai mắt của Mộ Thanh Loan nhìn chằm chằm vào đôi cốt rực ở sau lưng Tiêu Viêm, một lát sau hít một ngụm khí lạnh nói ra. Không sai, năm xưa ta cũng đã không ít lần gặp mấy tên lão yêu quái trong Thiên Yêu Hoàng tộc thi triển. Tuy nói đôi cốt rực này của Tiêu Viêm không có lông vũ nhưng cái mùi vị thì không khác thì cốt rực của Thiên Yêu Hoàng tộc. Phong Tôn Giả chậm rãi gật đầu, lấy định lực của hắn, nhưng khi nhìn thấy đôi cốt rực của Tiêu Viêm thì cũng không khỏi xuất hiện nét kinh hãi. Người này, chẳng lẽ đã đi giết một tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc? Bằng không sao lại có cổ hoàng huyết tinh, lại còn có Thiên Yêu Cốt Rực? Nếu như cái này mà bị tộc Thiên Yêu Hoàng biết thì chỉ sợ sẽ lập tức phái cường giả ra đuổi giết. Nét kinh hãi trên gương mặt của Mộ Thanh Loan dần thu liễm lại, lẩm bẩm tự nói. Hiện tại nàng đang tự hỏi vị đệ tử của cố nhân lão sư mình sao lại thần bị như thế. Phong Tôn Giả khẽ gật đầu, cũng là có một chút cảm thấy khó giải quyết, lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Đụng tới Thiên Yêu Hoàng tộc thì mặc dù hắn cùng với Dược Trần là cố nhân chi giao nhưng cũng phải đang suy nghĩ lại. Không nghĩ tới tiểu tử này không những lấy tinh huyết của người ta mà ngay cả xương cốt cũng lấy đi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau thì hai đôi mắt đang nhắm mở của Tiêu Viêm cũng từ từ mở ra, sau đó nhìn thấy ba người Phong Tôn Giả ở trước người cũng cười khổ một tiếng nói. Xin lỗi, ta cũng không ngờ lại biến thành như vậy. Không sao chứ? Phong Tôn Giả lắc đầu, sau đó hỏi. Tiêu Viêm đứng dậy, nắm thật chặt tay lại, một cỗ lực lượng nhất thời như thủy triều tràn dâng từ trong tứ chi bách hải trào ra. Loại lực lượng tràn đầy cảm giác sung sướng này làm cho Tiêu Viêm không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Tiếng kêu cuồn cuộn trong lúc mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm phượng minh, chấn động tinh thần mọi người. Phượng minh, long âm. Nghe thấy tiếng kêu này, trong lòng Phong Tôn Giả nhất thời có chút chấn động, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Tiêu Viêm, nói. Phượng minh long âm chính là âm ba nhất đẳng trong thiên hạ, nếu như có đấu kỹ âm ba cùng thi triển thì uy lực sẽ mạnh vô cùng, không ngờ rằng ngươi lại có được. Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Một ít long âm thì chắc là đến từ âm dương long huyền đan, còn cái phượng minh chẳng lẽ là vì nguyên nhân cổ hoàng huyết tinh. Trước tiên ngươi hãy thu hồi Thiên Yêu Cốt Rực lại đã, về sau cũng hãy tận lực không sử dụng nó. Nếu một khi bị Thiên Yêu Hoàng tộc phát hiện thì sợ rằng sẽ bị truy sát không chết không thôi đó. Phong Tôn Giả nhắc nhở nói. Nghe thấy Tiêu Viêm cũng liếc mắt nhìn sang, sau khi nhìn thấy đôi cốt rực đã biến dị thì cũng có chút sững sờ. Cốt rực khẽ chấn động một cái thì lập tức cuồng phong nổi lên, âm thanh trầm thấp nổ to lên, nghe giống như là có tiếng pháo nổ vậy. Cốt rực cư nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy thì xem ra cường độ cũng tăng lên không ít. Xem ra số cổ hoàng huyết tinh còn lại đều bị nó hấp thu rồi, cảm thụ được sự mạnh mẽ của cốt rực, Tiêu Viêm cũng vui mừng không thôi. Nếu như hôm nay hắn tiếp tục thi triển Tam Thiên Lôi Động thì sợ rằng cho dù Phí Thiên có ra tay thì cũng đuổi không kịp hắn. Tâm thần vừa động một cái thì đã đem cốt rực thu hồi vào trong thể nội. Sau đó lấy ít vải dệt từ trong nạp giới ra lau chùi máu trên thân thể. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ra tay của hắn lại có chút màu xanh hồng nhàn nhạt. Lấy ngón tay khẽ đè lên da tay một chút thì lại có cảm giác mềm dẻo như da của ma thú, điều này làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Da thịt của ta hiện giờ chỉ sợ có thể so với một ít ma thú rồi. Cổ hoàng huyết tinh này quả là thứ tốt để rèn luyện thân thể. Nếu như ta tiếp tục dùng thì không phải ta cũng biến thành ma thú luôn chứ. Tiêu Viêm tự giễu một tiếng, tuy nói đấu khí trong cơ thể cũng không có gia tăng chút nào, nhưng sự cường hãn của thân thể lại gia tăng không ít. Nói cách khác là lực đánh cũng gia tăng lên rất nhiều. Nếu như ngày sau có cùng đối thủ đối chiến thì sợ rằng cũng có tiện nghi không nhỏ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, phát hiện thấy Tiêu Viêm vẫn không có gì không ổn thì Phong Tôn Giả cũng khẽ thở nhẹ một hơi. Rồi đột nhiên ánh mắt trở nên sáng quắc hơn, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Tiểu tử, xem ra ngươi đã không có việc gì rồi. Như vậy hiện tại có thể cho ta biết lão sư của ngươi giờ đang ở đâu chứ? Nghe thấy lời này của Phong Tôn Giả, nắm tay của Tiêu Viêm đột nhiên siết chặt lại. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 116 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.